bạn có muốn nói tính sách để mọi người hiểu các bạn, phải không? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cùng để mình phát âm chữ chờ. Thì để mình phát âm chữ chờ, mình phải nói hai chữ cùng với nhau, tờ và giờ. Thế bây giờ chúng ta nói cùng với nhau nhưng mà vẫn chia ra nhé. Thì là chờ, chờ, chờ. Đấy là các bạn. Giỏi. Thì bây giờ nếu mà các bạn sẽ nói hai cái chữ đấy liền vào nhau thì mình được cái chữ chờ. Thử nhá. Chờ. 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 Đừng có quên là cả mặt lưỡi phải ở trên hàm răng. Lần nữa. Chờ. Chờ. Giỏi. Thì đến lượt. Bây giờ đọc cùng từ nhé. Chụp cắt. Chụp cắt. Chị khó. Chị khó. Giỏi. Có chết. Có chết. Có chết. Có chết. Các bạn đừng có quên chú môi để nói chữ sờ nhé. Koště. Nástupiště. Nástupiště. Nať. Nať. Zaj. Plášť. Plášť. Zeď. Zeď. Các bạn thấy được là có mấy câu mà mình có phía sau có chữ giờ nhưng mà mình vẫn cứ đọc là chữ chờ. Thì kiểu như là Z. Thì chắc là các bạn biết từ buổi sáng, nghĩa là ra đây. Buổi sáng. Thì các bạn thấy là đằng sau có chữ giờ nhưng mình cứ nói như là chữ chờ. Thế là các bạn buổi xem. Giỏi. Bây giờ tính tiếp nhé. Přijďte zase brzy, už se na vás těším. Lần đầu nữa nhé. Přijďte zase brzy, už se na vás těším. Giỏi. Thì cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn lại gặp nhau. Chào các bạn.